Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 10 năm, được cầm tấm bằng thạc sĩ loại ưu của ngành công nghệ thông tin ở Học viện Kỹ thuật Châu Á AIT Thái Lan là một ước mơ của rất nhiều người. Đó có thể là nấc thang, là thảm đỏ đưa ta đến đỉnh cao danh vọng. Bởi vậy, bạn bè khó hiểu, hoài nghi, gia đình thì ngỡ ngàng khi Nguyễn Văn Phước quyết định cất tấm bằng đó vào ngăn tủ, chọn cho mình một con đường lập nghiệp riêng, đó là tự tay mình làm ra những cuốn sách. Hôm nay, anh đến với chương trình hơn là một ngôi sao trong một tư thế và một hình ảnh mới, mới hơn rất nhiều so với 10 năm trước đây, khi anh âm thầm đi tìm một chân lý cho riêng mình. Chương trình xin được bắt đầu. Xin chào anh Phước. Xin chào Giang My. Có thể nói anh là thuyền trưởng tài ba của con thuyền First New, và xin rất cảm ơn anh hôm nay đã dành một cái thời gian rất là hiếm hoi của mình cho chương trình Hơn Là Một Ngôi Sao. Và chắc chắn là để trước khi chúng ta trò chuyện, anh có một lời chào nào với khán giả truyền hình không? Hôm nay tôi rất là vui khi được đến với chương trình và được trò chuyện cùng các bạn. Vâng, thưa anh, nghe nói là hơn 10 năm trước thì anh là một trong những người tốt nghiệp hạng ưu của chuyên ngành công nghệ thông tin tại Học viện AIT. Điều này có vẻ là một cái hứa hẹn của tương lai rất là rộng mở đối với anh. Thực ra vào năm 1992-93, khi mà tôi rời trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Thủ Đức là ở khoa điện tử đi học công nghệ thông tin về cao học, thì đó là một khó khăn. Thì vì hồi đó khi mà Bill Gates mới ra một cái máy tính đầu tiên là 086, thì đối với tôi thì đó là một cái thử thách, là phải tìm hiểu từ con chip tới cái CPU của máy tính như nào. Và đó là một cái thử thách và tôi muốn phải khám phá ra cái điều đó. Chinh phục nó phải không ạ? Đúng. Thì là từ đó thì mình mới đi tự học và đi thi để đạt được học bổng học IT của do Thụy Sĩ, là người học bổng của Thụy Sĩ. Thì trong 2 năm học ở IT thì đó là một cái giai đoạn rất là khó khăn. Thì vì lại một ngành khác, hồi trước mình học đại học là ngành điện tử. Mà khi mà ra thì là học về máy tính, mà học tốt nghiệp là luận án thực tiến cao học bằng toán máy tính và lập trình cho không gian. Đó là một cái thử thách rất là khó khăn, nhưng mà thực sự là cũng nhờ bạn bè và thầy cô và chính bản thân mình cố gắng thì đã vượt qua được và đã đạt được một học bổng mang cái luận tốt nghiệp, được luận xuất sắc và được mời đi học bổng tiến sĩ ở Áo trong vòng 4 năm từ năm 94. Vâng, có thể nói rằng là anh đã đạt được cái ước mơ mà rất là nhiều người mơ ước. Vậy thì lý do gì khiến anh có một cái sự thay đổi hướng đi của mình khi mà lựa chọn cho mình con đường mới hoàn toàn khác như thế ạ? Thực sự, ngay vào thời điểm đó thì rất nhiều bạn bè cùng học ở trường ai cũng muốn là được học tiếp, hoặc là ở lại bên Bangkok để mà xin một cái job hay là một cái việc gì đó để làm associate, rồi hay là làm trợ lý giảng dạy để đi học tiếp, học về biết đi. Nhưng mà khi mà tôi đã học ở bên Học viện Châu Á rồi, đó là đội tuyển của Châu Á, thì tôi hiểu rằng là học đại học thì nó giống như một cái tiếp thu một cái vòng rất là rộng, các học thì nó lên như vậy. Nhưng mà khi học PhD thì nó như một ngành rất là hẹp, thì rõ ràng nó một cái thú vị, nhưng mà ở Việt Nam mình trong giai đoạn đó thì có hai cái sự đấu tranh rất là nhiều. Khi mình học cao học tiến sĩ lên thì cái ngành ứng dụng của mình thì ở Việt Nam chưa được ứng dụng, thì vì ngành đó là ngành tính toán mã số bằng máy tính, hay là trong điều khiển không gian ba chiều, điều khiển robot, hay là một số cái trong ngành người máy. Và tôi nghĩ rằng nếu mà học 4 năm nữa ở học viện rất là xa xôi, ở một cái tòa lâu đài cổ ở thành phố ở bên bờ sông Venice thì cũng rất là thú vị, nhưng mà đôi khi mình già đi mất. Trong khi đó thì mỗi lần mình đi về phép Việt Nam, thấy bạn bè và thấy nhịp sống Việt Nam rất là sôi động. Và tiên là từ hồi sinh viên tôi đã ước mơ là mình muốn tham gia vào trong quá trình đó, tác động phần nào đó vào cái quá trình phát triển và cái không khí của người Việt Nam trong lúc đó. Và như vậy thì là rõ ràng là để quyết định đó thì cũng phải băn khoăn, tại vì giữa một cái ước mơ mà từ hồi nhỏ mình muốn được đi xa, được đi đến trên chân trời mới lạ là đi học, và thứ hai là mình muốn trở về để làm được những ước mơ bình dị và mình rất là khát khao từ hồi nhỏ. Hai cái đều như nhau cả, nhưng mà sau cùng là cái ước mơ là mình muốn trở thành một cái gì mình tự làm được và muốn thử thách với chính mình đã, và mình tôi trở về rất là tự nhiên và cùng một người bạn lập lên một cái văn phòng nhỏ với 3 người với một cái máy tính 386, thế là cùng làm sách rất là hồn nhiên. Vâng, và đã có bao giờ anh cảm thấy là cái quyết định của mình là sai lầm chưa? Trong thời gian vừa qua, trong hơn 10 năm qua thì tôi chưa bao giờ tôi ân hận chuyện đó cả, vì cứ mỗi một lần mình làm ra cuốn sách thì rất là vui.
niềm vui mình nó âm thầm và rất rất là có một niềm vui rất là sâu sắc. Chứ chưa bao giờ tôi ân hận là tôi đã từ bỏ cái học bổng đi học tiến sĩ, vì sau đó tôi đi rất là nhiều. Vâng, có thể nói rằng là anh đi ngược với lại rất là nhiều người, bởi vì phần lớn là mọi người thu xếp sách vở lại và làm quen với máy tính, còn anh thì lại là cất máy tính đi và ôm những quyển sách vào lòng. Anh muốn chứng minh điều gì? Nghe có vẻ nghịch lý nhưng mà thực ra nó không phải. Tại vì người nói là mọi người cất sách vở đi để mở máy tính hay là vô internet, nhưng thực chất là mình không phải là mình vẫn dùng những kiến thức mình học được để mình làm những công việc mà truyền lại cái kiến thức cho nhiều người. Ước mơ của tôi hồi đó với các bạn trong phân lưu lúc đó rất bình dị là đặt cái tên phân lưu lên là những thông tin đầu tiên cho bạn đọc Việt Nam. Không, một cái tên rất hay, một cái tên rất độc đáo. Đúng, thế là ngay từ hồi mà cũng chưa có công ty, mà chưa có một nhóm 3 người thôi, nhưng mà đã để cái tên phân lưu rồi thì như là một cái thông tin đầu tiên cho bạn đọc. Thì tôi nghĩ rằng là cái tác động của thông tin nó quan trọng, nó không như một bộ phim hay là âm nhạc, nó như là một, nó đánh thức cái cảm xúc người ta ở một mức độ, cái level nào đó, một mức độ nào đó. Nhưng mà cuốn sách mà đúng được tầm thì đánh thức toàn bộ cái tiềm thức của con người. Vâng, cái tên First News là một cái tên mình cũng rất thích. Nghe có cảm giác giống như là một cái gì đấy như của CNN. Thế nhưng một cái tên mà mình còn thích hơn đó là cái tên Chí Việt, một cái tên rất Việt Nam, một cái tên mà mình có thể nói rằng mình là người Việt Nam. Mình rất thích cái tên Chí Việt của công ty anh. Và mỗi người khi bước vào đời thì đều có một cái lý tưởng, một con đường riêng, nhưng mà lối anh đi chọn là lúc đó lại rất chông gai và chưa hề được khai phá. Phản ứng của bạn bè, của gia đình, mọi người ra sao? Thực chất là từ hồi tốt nghiệp phổ thông đến khi năm đại học, tôi và các bạn bè, những người bạn thân của chúng tôi đã có một cái suy nghĩ rất là lạ, là nó hơi khác người ta một chút. Đó là mình nhìn thấy những lớp người đi trước, ngay cả những thầy cô hay là những người trước cuộc sống những lối mòn định sẵn. Họ đi cứ hết học, hết trung học, rồi vô học đại học, sau đó thì ra kiếm một việc, một cái công việc làm, một cái job. Họ đi học nước ngoài thì đi tìm công ty nước ngoài thì làm, và cứ như vậy, cuộc sống nó không có sáng tạo. Đương nhiên là đó là suy nghĩ của bản thân của một mấy anh em của Phân Yêu thôi. Bản thân lúc đó thì tôi lại thấy rằng như vậy thì cuộc sống nó hơi đơn điệu, và tôi rất không thích cái gì nó được định sẵn, được lập trình sẵn, và mình tự mình phải tìm đi con đường của mình. Thì biết đâu nó sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Nhưng đôi khi vậy mình tìm được niềm vui, nội tâm, và thử thách nó luôn luôn đi cùng với một điều là mình cảm nhận được và trải nghiệm được nhiều thứ hơn. Vâng, có thể nói anh là một cái người chuyên về công nghệ thông tin, nhưng lại rất yêu sách, đam mê sách và quyết định làm ra sách, kinh doanh sách. Nghe như vậy thì có vẻ như là không được thuận lợi lắm. Vậy thì anh có thể chia sẻ với khán giả truyền hình những cái khó khăn mà anh đã trải qua. Thực chất thì mọi người gần đây khi mình đọc những sách của Phân Yêu làm như vậy thì được biên tập rất là kỹ và câu văn rất là hay, thì mọi người nói rằng chắc là anh tốt nghiệp ngành văn hay là ngành đại loại là báo chí ra đúng không? Thì không phải, hồi xưa thì mình lại học rất là giỏi về các môn về học tự nhiên như là toán lý hóa hay là về những cái lập trình hay là cái đó, chứ hoàn toàn không liên quan tới văn. Vâng, ở đây My nhìn thấy có một cái tựa đề rất hay, cái tựa hạt giống tâm hồn. Cái này là anh dịch từ tiếng Anh ra hay là do công ty tập thể First New sáng tạo ra cái tên này? Đó, cuốn sách này, mỗi một cuốn sách của First New ra nó đều có một câu chuyện và một cái story của nó cả. Dạ. Vì hồi đó thì First New chưa hề có và ở Việt Nam chưa có cái tên này. Tại vì trong một lần mà trong con người ta thì không phải lúc nào cuộc sống cũng bằng phẳng. Và luôn luôn có những cái thử thách và có những lúc bạn mất niềm tin hay là bạn tinh thần bận xuống hay là nói chung là cảm thấy mình cô độc hay là buồn. Thì bản thân tôi đã trải nghiệm cái chuyện đó. Và lúc đó thì tôi không biết có sách nào để đọc cả. Thì tôi tìm kiếm và đi sưu tầm trên internet hay tìm những cái chuyện hợp với tâm trạng mình. Và sau đó mình nghĩ rằng mình đọc xong thấy một câu chuyện mà nó hay, nó có một cảm hứng tin, mình thấy rằng mình được bừng sáng lên. Và ước mơ của tôi là muốn truyền những câu chuyện đó cho bạn đọc. Thì vì câu chuyện đó nó cứu được mình thì chắc chắn sẽ có những người khác, có thể giúp được những người khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Giáng My cũng đã đọc quyển Hạt giống tâm hồn này và có một số những cái lời trích mà My cảm thấy rất là hay và muốn chia sẻ với các bạn. Ví dụ như trong quyển Hạt giống tâm hồn 1 này có một câu nói rất hay: nếu có ai ban cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ, vì khi ấy tôi sẽ không còn học được điều gì từ cuộc sống nữa.
một câu nói rất triết lý, rất là hay. Và còn rất nhiều các câu nói khác trong những quyển Hạt Giống Tâm Hồn 2, hay là trong quyển Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ. Trong quyển Hạt Giống Tâm Hồn 2 cũng có một cái câu rất hay. Ví dụ như bạn có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn, bởi trong cuộc sống không hề có những khái niệm gục ngã hay mất tất cả, mà chỉ là thử thách một khi bạn còn nghị lực và ý chí. Mình nghĩ rằng tất cả những quyển này chúng ta có thể thành những quyển sách gối đầu giường. Có lẽ vì lý do đó mà những quyển này có thể được nói là best sell, phải không anh? Đang là những quyển sách đang bán rất chạy tại thị trường, phải không ạ? Đúng rồi, gần năm gần đây là những cuốn sách như này đã được mọi người không chỉ đọc mà còn mua tặng cho nhau, và tức là những cái trường khuyết tật, những nơi mà những người bất hạnh đã thường mua tặng cho nhau. Vâng. Thật sự mà tôi muốn kể lại thêm cho các bạn một cái quá trình khi nghĩ ra cái tên này. Vâng. Vì cái tên này là chúng tôi thật sự mà không phải nghĩ ở văn phòng Phương Yêu đâu. Buổi tối thế này phải cùng hai ba người bạn đi uống rượu, mà phải mất ba tuần nói chung là nghĩ ra cái tên Hạt Giống Tâm Hồn. Thì vì đầu tiên phải nghĩ gì về tâm hồn, nhưng sau những câu chuyện tại sao mà nó sau khi đọc xong nó gieo vào lòng một người ta một cái điều gì đó. Vâng. Mà chưa cần là phải ứng dụng ngay, nhưng mà khi mà gặp một tình huống tương tự thì câu chuyện đó mới gợi nhớ lại, và bạn có thể là ứng dụng và tạo cho mình một cách nhìn, một cái suy nghĩ, một thái độ nhìn ngay lúc đó. Để nó dịch cái tên này ra tiếng Anh đó là The Seat of the Soul, cũng là hạt giống tâm hồn. Và Phương Điêu nhận được rất nhiều email, nhiều thư của bạn đọc là cảm ơn Hạt Tâm Hồn đã cứu được họ trong những cơn mà họ, những lúc họ đuối sức, những lúc họ gọi là chết trong tinh thần. Vâng. Còn rất nhiều những quyển sách mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình sau một ít phút nữa. Mang theo cuộc vui đến bất cứ đâu, vì S-Phone này có SIM mới chứa 1.000 số điện thoại. Giờ thì đổi điện thoại quá dễ. S-Phone. Mang theo cuộc vui đến bất cứ đâu, vì S-Phone này có SIM mới chứa 1.000 số điện thoại. Giờ thì đổi điện thoại quá dễ. S-Phone. S-Phone, nay tính cước trên mỗi block 6 giây. S-Phone. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hơn Là Một Ngôi Sao. Thưa anh có thể nói qua về những hoạt động của First New trong thời gian qua. First New khi bắt đầu thì cũng có ba người, và mọi người không biết sẽ làm gì, thì đầu tiên làm những điều mình thích, tức là mọi người trong First New đặc biệt là rất thích âm nhạc, thì khởi đầu bằng những cuốn sách như là The Most Favorite English Songbook, mà sau đó được bạn đọc rất là thích, sau đó tới các cái tập thể âm nhạc, rồi sau đó làm sách học Anh văn, rồi làm tin học IT, những sách về máy tính, rồi sau đó làm về các sách về y khoa như là Cẩm Nang Ba Mẹ Em Bé, Cẩm Nang Điều Trị Bệnh Trẻ Em, rồi chuyển qua làm những sách về doanh nhân như là Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách, rồi Huyền Thoại Tre, rồi Boost, Fidel và những cái nhân vật mà của thế giới. Và sau đó thì gần đây Phương Điêu ra cái loạt sách về sống đẹp và tư duy cuộc sống, nhất là cái bộ Hạt Giống Tâm Hồn, thì được bạn đọc đón chào rất là nhiều. Và ở lĩnh vực nào cũng vậy, luôn có những cái rủi ro vì thiếu kinh nghiệm, nhưng đó cũng là cái bài học rất là tốt, phải không ạ? Chắc hẳn là trong thời gian đầu thì anh cũng không tránh khỏi những cái điều tương tự. Anh có thể chia sẻ những cái bước khó khăn ban đầu với tất cả những bạn trẻ hoặc là khán giả xem đài. Thực chất là khi mà làm bước vào một cái ngành mà hoàn toàn mới, và thực sự nó là một ngành, đối với một số người trong ngành khá phức tạp, là phải để ý từng câu chữ, và từ biên tập sách đến thiết kế bìa rồi từ mỹ thuật, thì những anh em trong thời gian đầu đã phải vất vả đi học hỏi từ nhà in và đi tìm kiếm những cái thông tin, và kể cả đi nước ngoài để đi tìm kiếm những tư liệu. Nhưng qua quá trình thì mình hồn nhiên. Vấn đề là nếu mà một người mà bắt đầu vào công việc như vậy mà muốn làm tất cả mọi thứ hay là cùng một lúc vạch ra tất cả mọi khó khăn thì sẽ rất khó làm. Nhưng mình làm từng cái một, và mỗi ngày mình thấy mình trưởng thành hơn ngày hôm qua. Và Phương Điêu đã thử nghiệm rất là nhiều lĩnh vực, như là vừa phát hành hay là làm về âm nhạc, làm cái hộp về Richard Grangman, hay là sau cũng có thành lập công ty quảng cáo nữa. Nhưng mà sau cùng thì thấy là Phương Điêu có duyên với làm sách rất là nhiều. Và từ qua những cuốn sách thì vừa được bạn đọc thích và tìm đọc, và chính những người làm sách thì mình lại được trải nghiệm
mình lại được trưởng thành hơn qua từng cuốn sách. Đó là niềm vui của những người làm ở First New. Dạ. Ngay từ thuở mới xuất hiện những trang sách đầu tiên trên hang động này, trên vách đá trước công nguyên, thì sách đã nhận trọng trách một cái sự truyền đạt lại kiến thức do cho các cái thế hệ đi sau. Tầm quan trọng của sách đối với con người ra sao theo ý kiến của giám đốc First New? Tôi nghĩ là ở trong thời đại trước đây hoặc là ngay trong bây giờ thì một số người thì sách vẫn luôn luôn có một cái giá trị rất là cao. Một số người thì gần đây ở Việt Nam thì hay nói rằng thời đại của công nghệ thông tin, của Internet, của báo điện tử hay là của phát thanh, truyền hình thì sách sẽ được đẩy hàng thứ yếu. Nhưng mà vừa rồi tôi có đi qua New York đi dự hội chợ sách và đi 6 tiểu bang, thấy rằng ngành công nghiệp phát triển sách của bên thế giới, ngay cả Pháp hay là ở Mỹ, ở New York là một ngành công nghiệp rất là lớn, và người ta tranh nhau đi tìm những cuốn sách hay. Thì vì một cuốn sách có thể giúp chúng ta tưởng tượng được rất là nhiều hơn một cuốn phim và hơn những cái chuyện kể. Thì vì khi mình bạn đọc sách trong một cái sự yên tĩnh thì bạn sẽ tìm ra được một cái nội tâm bạn phù hợp nhất và phát hiện được sự tưởng tượng của bạn đối với cuốn sách nhiều nhất. Chẳng như là cái cuốn Biệt May Mắn này, nếu mà bạn đọc trên đài phát thanh hay là trên một người kể lại thì bạn sẽ không cảm nhận được. Và khi bạn lật từng trang cuốn sách này, đây là một trong những cuốn mà khi biên tập xong là bán được con số kỷ lục, trong vòng 4 tháng nó phải in lại 4 lần. Thì vì cuốn sách nó rất là mỏng nhưng mà nó mang ra những triết lý sống mà họ cảm nhận một cách sâu sắc hơn là nếu mà bạn ngồi được kể cho một người bạn nghe thì lại mang tính chất dạy đời quá. Nên mình đưa vào sách thì mọi người cảm nhận một cách rất là tự nhiên. Và tôi nghĩ rằng trong thời đại này là sách luôn luôn có cái giá trị rất là cao nếu mà mình biết dùng đúng cái chức năng của nó. Vâng, và đã có thể nói rằng là hơn 10 năm sống và trăn trở cùng những trang sách, anh thấy đối tượng nào quan tâm đến sách nhiều hơn cả và họ tìm thấy những cái gì ở những trang sách này? Hồi đầu tiên First New làm thì tập trung vào cái độ tuổi là sinh viên tốt nghiệp hoặc là những người đã mức độ hơi cao một chút. Thì nhưng mà sau này thì mình phát hiện ra là ở độ tuổi nào sách cũng rất là quan trọng, bởi vì sách nó luôn luôn khơi dậy những cái ước mơ, những cái điều mà họ đang cần tìm kiếm. Thì tuổi sinh viên, tuổi học sinh hay là tuổi trưởng thành, và First New có nhiều những bác lớn tuổi đang 60 tuổi khi đọc Hạt Giống Tâm Hồn xong mà thấy rằng tôi đã vượt qua được rất là nhiều điều trong cuộc sống. Như vậy là con người ta dù tuổi 18 hay là tuổi 16, 70 tuổi luôn có những ước mơ, và quan trọng nhất là cuốn sách đã tìm được những cái nhu cầu tiềm ẩn của mỗi một con người, từ phụ nữ hay là những thanh niên hay là những người lớn tuổi. Tức là trong mỗi một đối tượng nào thì đều cảm thấy sách là một cái người bạn đồng hành rất là gần gũi và thân thiết của mình, phải không ạ? Vâng, và ai thì cũng biết rằng là ngoài sách ra thì anh không còn một cái niềm đam mê nào lớn hơn thế. Nhưng mà gần như là ai cũng có một cái câu cửa miệng là có thực với vực được đạo, phải không ạ? Thì lợi nhuận từ First New ra sao, có đủ để anh tiếp tục cái sự đam mê của mình hay không? Thực chất khi mà bắt đầu làm sách thì tôi không nghĩ đây là một ngành kinh doanh, vì mình chỉ làm những điều mình thích thôi. Nhưng mà khi mình đặt những điều mình thích đó một cách rất là nghiêm túc thì mình cũng đã đánh thức được những cái điều thích của những người khác. Khi bạn đi vào siêu thị thì bạn không thể tìm, có những người thì mình không thể tìm được cái việc này, mình lên list mình ghi mua cái này, nhưng khi mình tìm một cái điều gì đó mà nó hợp với mình thì mình sẽ mua. Thì giống như là First New đang làm những cuốn sách mà theo những điều mình thích nhất, nó giải quyết vấn đề của mình, thì rất nhiều người khác cũng có vấn đề như vậy và họ sẽ mua. Và sách First New hiện tại đang thực sự mà nói là cũng rất là vui vì đang bán rất là tốt và lượng bạn đọc yêu chuộng sách First New rất là nhiều. Vâng. Mi thấy rằng là anh để ở đây là một cái quyển mà cái đầu đề rất hay, Bí Mật Của Sự Hạnh Phúc, hay là còn một quyển nữa mà chắc chắn là rất nhiều bạn trẻ sẽ rất quan tâm, đó là Bí Quyết Của Sự Thành Công. Trong những quyển này anh muốn truyền tải điều gì cho thế hệ trẻ? Thực sự cuốn sách này thì chúng tôi đã thực hiện trong vòng gần 3 năm xong cuốn sách này. Thì vì khi mua bản quyền của Mỹ thì những cái tư tưởng và những cái quan niệm hạnh phúc của người Mỹ nó sẽ rất là khác, tức là của phương Tây khác với người Việt Nam. Và chính bản thân tôi rất là nhiều lần mình nghĩ rằng mình phải là người hạnh phúc không? Đó là một câu hỏi rất là trung thực. Thì vì hạnh phúc không phải là khi tuổi sinh viên thì bạn thi vào một kỳ thi tốt học kỳ, hay là ra trường tìm được một cái công việc làm tốt, hay là mình ước mơ mua được cái vật này mình hạnh phúc, hay là lập gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc sống luôn luôn là một chuỗi liên tiếp những biến cố và những cái bạn đạt được hay không đạt được. Vậy thì hạnh phúc nó là cái gì?
Thì sau cùng tôi đã tìm ra đó là hạnh phúc là một trạng thái tinh thần. Và khi bạn hoàn thành một điều gì và đúng ước mơ của mình thì bạn sẽ cảm thấy đó là hạnh phúc. Và làm bằng vượt qua khó khăn hay là vượt qua những thử thách thì đó cũng là hạnh phúc. Và hạnh phúc là một cái chặng đường mà như giống mình đi leo núi, mình không được quyền ngoái lại và cứ đi hướng về phía trước. Và sau cùng thì mình cũng sẽ đạt được cái ước mơ của mình, phải không ạ? Đạt được cái điều mình mong muốn. Điều là hạnh phúc Khamadan đó không phải là cái cảm giác tới đích mà đó là trên từng chặng đường đi. Và anh đạt được một cái gì để anh ước mơ chứ ạ? Có lẽ rằng mình còn quá sớm để mình nói điều đó. Mọi người nói rằng mình thành công nhưng mà tôi không nghĩ tôi là người thành công và cũng không phải là người hạnh phúc. Tôi chỉ người chiêm nghiệm những cái điều đó và chia sẻ rất chân thành với bạn đọc mà thôi. Vâng, và trong quyển Bí quyết của sự thành công thì mi thấy rằng những câu nói cũng rất là đáng để cho các bạn tìm đọc. Trong đó có một trích đoạn như sau: trong cuộc sống ai cũng mong muốn thành công. Chúng ta đã từng bao lần suy nghĩ để tìm hướng đi và giá trị đích thực của thành công. Thành công thực sự không phải là may mắn hay là một số phận như một số người lầm tưởng, mà thành công là sự cố gắng của cả một quá trình, và con đường đến với thành công không có sẵn, không dễ dàng. Chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để có thể đến đích. Hy vọng rằng là các bạn trẻ sẽ quan tâm đến quyển sách này. Và nếu như muốn mua những quyển sách này thì chúng ta có thể tìm ở đâu, thưa giám đốc của First New? First New thì được phát hành trên toàn quốc, ở tất cả các tỉnh thành và ở đâu cũng có hết. Nếu các bạn nào muốn mua ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé qua nhà sách Trí Việt của First New ngay ở số 11H Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Vâng, và một câu hỏi nữa dành cho anh, đó là tiêu chí nào mà vua sách, vâng, mi gọi theo cái cách mà rất là nhiều bạn bè đã gọi anh, của First New đặt lên hàng đầu trong kinh doanh? Câu đó là hơi quá, nhưng mà thực chất là First New ngay từ hồi mà khi chưa thành công ty, mọi người làm cho âm thầm và luôn luôn đặt tiêu chí hàng đầu, đó là chất lượng của sách là quan trọng nhất. Và mình làm theo tiêu chí nào, chất lượng như nào là vừa là đủ, thì anh em phải nói nhau rằng hãy làm như món quà đó là dành cho chính mình. Dạ. Khi bạn ước mong làm điều gì đó thật là tốt như mình thích thì người khác cũng sẽ thích, và chất lượng đi luôn luôn đi cùng với hình thức. Thì vì một cuốn sách khi ra đời thì không phải là những từng câu mà mình chọn từng phong chữ và biên tập rất là trao chuốt, và mỗi con người có một số phận, và anh em hay nói với nhau vui là mỗi cuốn sách cũng có một số phận. Vâng, khi mà đến thăm anh ở tại văn phòng của anh thì thấy khắp mọi nơi xuất hiện rất nhiều hình ảnh của Che. Che có ảnh hưởng thế nào với cuộc sống của anh? Đó là một cái việc, là một việc khác, không liên quan nhiều tới sách, nhưng nó giúp cho tôi đi chặng đường với sách được trọn vẹn hơn. Đấy có phải là thần tượng của anh không? Tôi nghĩ trong cuộc sống tôi không phải là người chọn thần tượng, nhưng mà những con người có thể giúp mình có những ý tưởng, và có những lúc mà mình cần chiêm nghiệm thì hình ảnh của Che đã giúp tôi rất là nhiều. Vì đối với tôi, Che không phải là một người cách mạng đơn thuần, mà nó là một người sống thực, người bản lĩnh và người dám sống với những ước mơ của mình, và không cần một điều gì khác về danh vọng, về địa vị hay là về điều gì đó, mà chỉ làm theo lý tưởng của mình và những cái suy nghĩ thực của mình. Sắp tới thì First New có xuất bản quyển đó không ạ? Về cuộc đời của Che chẳng hạn. First New đã xuất bản một cuốn sách về cái đây 2 năm, đó là cuốn Huyền thoại Che, bản lĩnh, tình yêu và sự bất tử. Và mới gần đây, đầu năm đây thì phát hành cái cuốn Nhật ký của Che. Thì đó là cái cuốn mà được bạn đọc rất là nhiều nơi thích. Thì vì đó là một con người mà từ hồi tôi còn 8 tuổi thì tôi nhìn thấy cái poster của Che với ánh mắt rất là mạnh mẽ và cương trực và rất là lạ. Tôi bảo rất là hiếm con người ở trên đời này có được ánh mắt như vậy. Tôi đã tìm hiểu, và thậm chí tôi đã đi bay qua La Habana để tìm hiểu về Che. Và từ đó tôi mới tìm hiểu rằng đó là một con người thật sự là đáng kính. Vâng, anh có vẻ như là một người luôn luôn muốn tìm tòi đến tận cùng việc, phải không ạ? Và những cái cuốn sách mà anh cho xuất bản thì thường được đánh giá cao về tính giáo dục, tính nhân bản từ những nhân vật nổi tiếng. Vậy thì bạn đọc đòi hỏi rất là nhiều điều. Còn về bản thân anh thì sao? Có lẽ là tôi, trong mọi người trong phân điêu và mọi người bạn bè hay nói tôi là một người rất là bình thường, bình dị, chỉ có được cái ý tưởng mà thôi. Tức là không quan tâm mình là người thành đạt hay là người thành công hay người hạnh phúc. Có một câu nói rằng trong lúc khó khăn nhất của cuộc sống thì đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, mà hãy cố gắng trở thành một người có giá trị. Tôi dần nghĩ rằng mỗi ngày mình làm một gì mới, giúp ích cho mọi người và cho phân lưu và mang cho bạn đọc một điều ý tưởng mới. Đó là một ngày hạnh phúc của tôi. Chúng ta đã nói rất nhiều về sự thành công rồi. Còn về sự thất bại thì sao thưa anh? Tôi nghĩ là từ ngày thì lập phân nêu ra thì chúng tôi gặp rất nhiều thử thách, và nếu một số người khác có thể gọi là thất bại, nhưng đối với tôi thì tôi gọi đó là những thử thách
ngay cả một cách nhìn khi bạn có gặp thất bại thì nhiều người muốn từ bỏ hay là sẽ một nhìn khác đi sự việc để cho nhẹ lòng. Nhưng tôi luôn coi đó là một cái điều mình cần phải vượt qua, đó là sự thử thách. Và trong đó có một cuốn sách mà tôi rất thích, đó là cuốn Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Bởi vì nếu bạn sống mà luôn luôn thành công ấy, cuộc sống bạn sẽ không nhận được điều gì và bạn trở nên chủ quan. Khi bạn có thất bại thì bạn mới biết sự quý cái sự chia sẻ của mọi người, mới hiểu được người khác hơn. Cho nên là khi mà gặp một cái khó khăn thì bạn sẽ hiểu con người hơn. Vâng, và có một câu nói rất nổi tiếng đó là thất bại là mẹ của thành công, phải không ạ? Câu đó thì nó rất là chung, nhưng mà thực chất là nếu mà bạn còn thất bại thì bạn sẽ tạo ra cho bạn một cái cung độ cuộc sống bạn sâu sắc hơn. Vâng, xin cảm ơn buổi trò chuyện hết sức thú vị của anh ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều định nghĩa, rất nhiều cách nhìn nhận về hạnh phúc con người. Suy cho cùng, làm mọi điều chỉ để tìm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Mà hạnh phúc thì rất rộng lớn, không chỉ là những gì ta có, ta đang nắm trong tầm tay. Hạnh phúc là khi ta biết thao thức, ước mơ và làm việc để biến ước mơ đó thành sự thực. Đây chính là những suy nghĩ, là kim chỉ nam giúp cho Nguyễn Văn Phước và First New trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản sách tại Việt Nam. Đến đây chương trình xin được tạm dừng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.